Quân. Có con cọp trên nai vai này, đen áo, bị hai người này, một Việt kiều tức là ở nước ngoài đi về đi chơi, và một người Việt kiều chắc là bạn, hai người tới hỏi anh này, anh còn mặc cái áo biệt động quân ở đây, anh mặc cái áo này được nhưng mà anh không quyền đeo cái huy hiệu biệt động quân, nó mất rồi, nó mất. Xong rồi anh ta đồng ý để cái người đó tháo cái con cọp ra. Thì thưa quý khán giả, 42 năm rồi mình còn cái hoài tưởng gì cái chuyện này. Thế nhà nhân tiện đây hỏi luôn bác Cường, đây đang có phong trào mà đòi sửa sang trùng tu lại cái ngôi mả của Ngô Đình Diệm về Ngô Đình Nhu, thì nhân tiện đây nói cho hai bác luôn á, hai cái mả đó không đề tên Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu, chỉ đề chữ huynh đây để thôi. Thì bây giờ các bác có ý kiến gì? Mà những người mà đưa ra cái vấn đề này đó lại là những người thuộc về những người chống lại cái nhóm công giáo đòi biểu tình như Formosa. Mà các bác Hùng, bác Cường nghĩ sao về cái tinh thần của anh em mà muốn sửa lại cái ngôi mộ của, thí dụ như là bát hương. Bát hương nó bốn chân á, thì nó bị gãy một chân. Mấy ông linh mục ra làm lễ đó thì tại sao không đi sửa mấy cái đó, để mộ thì là không có trùng tu lại, thì các bác có ý nghĩ có cái ý nghĩ gì không? Được. Tôi thấy cái vụ mà mã của ông Diệm với ông Nhu đó thì là năm nào thì cũng có đi hết. Nhưng mà năm nay thì có vẻ làm cái vẻ lớn hơn. Thì tôi thấy cái việc trùng tu đó là cái việc bà con nào mà thuộc về công giáo, và mấy cha ra đó thì nhiều lắm, mà đã làm cái điều đó từ lâu rồi chứ đâu phải mới đây đâu, mà năm nào cũng phải trùng tu. Nhưng mà tôi thấy thì năm nay thì thấy có vẻ, không biết là thấy chính phủ hay là có vẻ dễ dãi hơn, thắng thế hơn, thành ra thôi thì cái ông đó làm nhiều lắm, kéo ra đông hát từ sáng cho tới chiều cơ. Tinh thần nhân bản của nhà nước Việt Nam, không trả thù. Thành ra ta thấy cái việc đó thì nó đã xong từ lâu rồi, bây giờ có hàng năm nhắc đến, hàng năm có đưa ra nhắc lại thì cũng là chuyện bình thường tốt. Không có việc gì mà phải xài những cái từ giao to búa lớn ở đây. Và nhân tiện thì tôi đại bác Cường có nói về vấn đề bầu cử, nói rằng các dân biểu Việt Nam, bác Cường có nêu lên là người này đang có thể là có tương lai đắc cử hoặc là đương thắng thế. Thì nhưng mà riêng tôi thì tôi nhìn từ cái bà Janet Nguyễn cho đến bây giờ thì tôi lại đâm là sợ là không biết đây rồi cái gì dân cử này có tầm vóc cỡ nào đây, hay là những người mà sẽ đắc cử hay là ở trong cái kỳ tới này đây, thì rồi cỡ này để tài ba có cỡ như là bà Janet Nguyễn hay không, thì đó tôi lại đâm lo. Toàn là cái ý đồ thôi bác ơi. Đấy. Thành ra tôi thấy thì nói về cái việc bầu cử thì tôi cũng nhân tiện đó tôi nói về cái đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa bên này. Tôi thấy càng ngày, mặc dù bây giờ nghĩa là ông Trump thì đang làm cái cán cân nó nặng về phía đảng Cộng Hòa, mà đảng Cộng Hòa hay là đảng Dân Chủ, từng đảng mà xét ra thì đảng Dân Chủ thì là thắng thế thế nào mà bà Clinton nhiều phiếu như thế mà cuối cùng là không thắng được, mà cái ông Cộng Hòa ông giỏi thế nào mà mấy lần Cộng Hòa bầu cử thì là lại không lên được, rồi cuối cùng thì phải tới thời ông John McCain mới là lên được một, rồi cuối cùng cũng không thắng được vào đâu hết. Thành ra tôi thấy Cộng Hòa hay Dân Chủ thì tôi thấy đối với Mỹ thì cũng chỉ là người nào có bản lĩnh nắm được tiền bạc, nắm được tư bản ở trong nước thì là người đó mạnh thôi. Riêng về đảng Dân Chủ của cái địa hạt Orange County này thì tôi thấy không biết là hết thời à. Đấy thì tôi thấy vừa rồi trong một buổi nói chuyện thì tôi thấy có ông Chuyên. Đấy. Ông Nguyễn Văn Chuyên á, Phong Quân á. Vâng, đại úy gì, nhưng không quân đó, còn ông
Bà Đông thì ngồi nói đó là ông Phạm Long thì phải. Ông lên trung ông lên phòng đại úy à, chậm thế. Ông mới trung úy mà 42 năm ông lên tới đại úy thì hơi chậm đấy. Rồi nhà rồi ông Long thì là ngày trước cũng là người nói cho đại lý lên Sài Gòn. Thì bây giờ cũng thế thôi, các ông đã đưa ra rồi thì cũng Dân Chủ Cộng Hòa nói tới nói lui rồi, người đá qua đá lại như là trên một cái sân banh mà hai bên đá nhau. Thì tôi thấy nội dung cũng vẫn nghèo nàn, không có thêm được một cái gì gọi là khá hơn cho cái cộng đồng Việt Nam, không có nói một cái tin tức, toàn là hở ra là nói xấu, trong là nói xấu đất nước, bêu đếu lôi kéo những cái gì mà không đáng mà nêu ra. Thì tôi lâu lâu mà tôi bất chợt tôi thấy được một cái bản tin, tôi cũng cố tôi ngồi tôi xem từ đầu tới cuối, thì ông Chuyên và ông Phạm Long cuối cùng rồi thì cũng cho tới cuối cùng của cái buổi phát tin đó, thì như là cho đài VNATV. VNATV. Thì tôi thấy cũng không đưa được một cái hứng khởi nào, mặc dù mình là người Việt mà mình thấy sao đất nước mình ở nước ngoài mà càng ngày càng lôi theo thôi thế càng lụng bại. Rồi các cái thay đổi từ những cái đài phát thanh thay đổi xuống báo, thì tờ Người Việt thì thấy cũng có vẻ là ngon lành, bán cũng còn chạy, là có thể thu được tiền, nhưng mà cuối cùng nội dung đi vào thì tôi thấy cũng chẳng có cái gì mới mẻ. Cái đó là riêng cái nhìn của tôi về Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa. Thì đảng nào thành ra là đảng Cộng Hòa vừa rồi đó thì cũng thắng đó, thì người ta bảo rằng cái thắng của Đảng Cộng Hòa thì cũng phải nên coi lại coi cái trình độ của dân chúng Mỹ, cái xã hội Mỹ nó thế nào, hay là có phải học theo cái đường lối xã hội chủ nghĩa của Nga hay không, chứ còn như thế này rồi thì cũng không biết là xã hội thắng hay là Đảng Dân Chủ, đảng Cộng Hòa. Tôi thấy cuối cùng rồi đảng nào cũng mà thì nắm được mấy ông nhà giàu, mấy ông tư bản là thắng được thế thôi. Vâng, Bắc Nhân Điện Bắc Phương nói về cái đài VNATV thì cũng nhắc đây ông Phạm Long hồi xưa đài làm lý ở Sài Gòn Radio. Nhưng mà tôi thích Phạm Long ở chỗ anh bị đuổi ra khỏi đài lý ở Sài Gòn, ông bị Vũ Quang Linh đuổi. Nhưng mà anh Phạm Long không bao giờ quay lại nói xấu đài lý ở Sài Gòn. Đó là một người duy nhất đi ra khỏi một cơ quan mà không quay trở lại chửi. Thì tôi dẫn phục. Mà tôi biết cái chuyện ông Phạm Long bị đuổi là vì lý do gì nữa. Thì nhưng mà cái chuyện nó không liên quan đến nó bởi cái chuyện tư của người ta. Nhưng mà nhân tiện nói về đài truyền hình Việt Nam ở đây thì đài Net Việt VTC10 được đổi qua cái băng tần là 56.1. Tại vì cái đài 57 đó là nó đã ký hợp đồng với lại FEC, cơ quan FCC. FEC tức là Federal Communication Commissioner, thì Commissioner thì họ đã là một cái cơ quan là để kiểm soát tất cả cái hệ thống truyền hình và truyền thanh trên toàn nước Mỹ. Thì cái băng tần mà cây ra đó, KGAG đó, thì họ ký mà hợp đồng với FCC là không có làm những cái đài phụ nữa. Thì đài phụ đây là cái gì, 57.1, 57.2, 57.3, okay. Nhưng mà bây giờ thì họ lại làm được rồi. Thì tuy nhiên đài V sau khi họ tái hoạt động lại đó thì Net Việt VTC10 đã đổi qua 56.10. Thì 56.10 thưa quý khán giả cũng có nhất nhiều đài truyền hình Việt Nam. Hay là 56.1? 56.10. Tại vì .1 nó đã có người rồi. Nó 56.1, .2, .3, .4, .5, .7 đâu đó. Thì bác cứ vào trong cái chỗ 56.1, bác cứ bấm lên nó rất nhiều. Còn nếu mà quý vị nào không lấy ra được á, thì quý vị là chạy, gọi là cài đặt, tức là setup. Để gọi là auto program, thì nó họ tự động nó pick up. Quý vị không cần phải mua một cái hệ thống anten gì mới hết. Cái anten và hệ thống TV mình đang ở nhà dùng là tự động. Còn nếu mà quý vị có smart TV đó, thì quý vị không cần phải chạy ô tô program, mà cái smart TV nó tự động nó chạy cái nó bắt bất cứ một cái làn sóng nào mà đã ra vừa ra đời xong cái thì smart TV nó lấy liền.
Và trong đầu năm 2018, đài Net Việt C10, chúng tôi xin đề nghị với tất cả các phụ huynh quan tâm tới cái chữ Việt Nam. Và các ông bà muốn quan tâm cái chữ Việt Nam, ông bà nhà rảnh không làm gì, mà các cháu rảnh, bố mẹ đi làm. Mở đài Net Việt VTC10 ra sẽ có mỗi một ngày nửa tiếng đồng hồ. Và trong một tuần lễ là có khoảng 3 tiếng, tức là 6, chia ra làm 6 ngày. Mỗi một ngày nửa tiếng có chương trình dạy Việt ngữ. Quý vị không phải gửi con vào trong chùa để học giáo lý mới được học tiếng Việt, hoặc gửi vào trong nhà thờ phải học giáo lý của Công giáo rồi mới được học tiếng Việt. Đấy, mà thật sự rằng những cái nơi đó lại dạy người ta dạy tiếng Việt một ít thì ít, nhưng mà dạy nghĩa là gọi là cái đi làm những cái việc không thích hợp, nhất là vấn đề chính trị nữa thì nhiều. Thành ra quý vị không thích hợp, nhất là vấn đề chính trị nữa thì nhiều. Thành ra quý vị ở nhà, thí dụ ông bà có thể dạy cháu mở ra, giải thích cho cháu nghe đấy, thì cái chương trình Việt ngữ rất là tốt. Và chúng tôi chưa biết là thời gian biểu sẽ như thế nào, nhưng mà xin được thông báo Net Việt VTC10 được chuyển từ 54.5 qua bên là 56.10. Đó. Thì 54.5 bây giờ là không còn nữa, cái đài 54 đài Kaja đó thì họ đã bỏ rồi. Thì, về cái vấn đề mà cái mỏ mả của ông Diệm đó, thì không phải là mà mỗi năm nào cũng làm, thưa bác. Họ mới làm khoảng chừng 5 năm đây, trở lại đây thôi. Trước đó họ không cần biết. Kệ ông Diệm, kệ ông Nhu, chết thì chết xong rồi thôi. Nên cái phong trào nó mới nổi lên là do đã đám Việt Tân nó dịch dây lên. Để rồi ở trong nước, ông làm đi, tôi chưa đưa tiền để ông tổ chức. Để thành ra các ông đó mới lo cái đi làm. Làm thì bây giờ đây có một số người thuộc về cái thành phần trùng tu cái nghĩa trang đó, không phải nghĩa trang mà hai cái nấm mộ đó. Thì họ nói rằng họ để muốn chửi cha mấy ông linh mục này. Các ông cứ đi tổ chức, rồi các ông làm lễ từ sáng tới chiều. Hết lớp này tới lớp khác, cũng chỉ có chừng đó người thôi. Mà không nhiều, nhưng mà các ông cứ làm, nhưng mà trong khi bắt hương thì gãy rồi. Thường thường á, chúng tôi ra mộ ông bà đó, thì chúng tôi xách theo một cái xô. Tại gần đó là bao giờ cũng có nước. Mình mới lấy nước vào, mình rửa tất cả các cái mộ trong cái lem luốc này kia thì mình rửa cho nó sạch. Thế xong rồi cái mình cắt xén chung quanh, thế xong rồi cái ở bên Mỹ thì nó làm bát nhang thì nó chôn sâu luôn dưới đất. Nằm ở đó thì mình không lo cái bát nhang nó gãy đổ. Thế nhưng mà ông Diệm thì rõ ràng chụp cái hình ra là nó cái bát nhang nó nghiêng đổ. Nhưng người ta không phải là người ta vì ông Diệm hay là vì cái trang trí, mà vì cái tinh thần để kích động mọi người đứng lên. Mà đứng lên để làm cái gì thì chúng tôi không biết. Ông Diệm ông chết từ hồi đó cho tới bây giờ thì để làm được cái gì. Không lý lại mang bảo Vatican mang quân tới để giải cứu ông Diệm nữa sao đấy. Thì cái chuyện đó. Nhưng mà chúng ta thấy rằng đang có một cái âm mưu hết dùng Formosa. Thì bây giờ lại dùng tới cái là dùng bất cứ những cái gì ở Việt Nam để rồi á, kích động. Một nhóm cờ đỏ xưng là á, nếu mà nhà nước Việt Nam không thay đổi cái cuốn lịch sử Việt Nam mà cho cái chữ ngụy, quân ngụy quyền vào trong đó thì dân tôi sẽ đi biểu tình. Mà họ trùng tu, cái người trùng tu đó là cái nhóm cờ đỏ, chứ không phải người trùng tu là cái nhóm Công giáo. Đó là độc giả hỏi thôi. Cái vấn đề này nó là một cái chuyện mà cũng lại là bán hàng giả, cái nó đánh bùn sang ao. Mà cứ suy nghĩ mãi rồi thì tôi tạm tôi cho nó một cái chữ thế này, không biết là quý độc giả với các bạn có nghĩ thế nào. Cái bọn này là cái bọn nó bắt đền lịch sử. Bắt đền lịch sử đúng. Và khó, và tôi tìm mãi rồi tôi thấy rằng thì là nó lúng túng, nó dẫm chân vào nhau, phải không ạ? Và nó lúng quính. Cái câu chuyện là anh em ông Diệm đó chết, đó là vì rằng
vì rằng thì là ban nãy mà tôi có nói là anh em ông Diệm chết, khi mà nói về cái chế độ Ngô Đình Diệm đó, thì cái vấn đề nó thế này thưa anh, là thưa quý vị, là bác cứ nói. Vâng, nó có cái vấn đề là thưa quý vị rằng thì là tại sao ông Ngô Đình Diệm nhận ủy nhiệm thư của Bảo Đại cho về để mà làm thủ tướng, tại sao rồi lại đi tới cái chỗ phải xuất phế Bảo Đại? Chưa bao giờ mà có một cái hành động nghĩa là phản bội đến như vậy, tệ hại đến như vậy, mà bây giờ họ còn cứ khoan hô đả đảo thương tiếc, thì cái vấn đề nó là cái vấn đề nó oan khiên lịch sử, mà mình mới thấy rằng thì là cái giai đoạn đó và cái giai đoạn lịch sử đó nó thì đã có một dịp mà tôi đã nhắc lại rằng thì là cái Hồng Y Spanman đó, ông Hồng Y Spanman đó, ông ấy là giám mục, tổng giám mục, archbishop của thành phố New York, thành phố lớn, coi như là một trong cái thành phố tai mắt lớn nhất của cái nước Mỹ đó. Thì ông ấy lại đồng thời là cha tuyên úy của toàn thể quân lực Hoa Kỳ. Đúng rồi. Và đây là cái lúc mà tự dưng là ta thấy rằng thì là ở Hoa Kỳ thì có Tổng thống Kennedy là một ông công giáo duy nhất, và ở Việt Nam ăn theo thì có Ngô Đình Diệm là một ông công giáo. Tại sao lại có vấn đề đó? Là bởi vì rằng nước Mỹ rất bực mình với cái Vatican, coi rằng Vatican nó đại diện cho cái Thiên Chúa giáo bao nhiêu thế kỷ mà đời xưa đó, đến nỗi mà Phong Vương cũng phải đi qua ông Phong Vương, mà ngay đến cái ảnh hưởng là khi mà muốn điều đình, muốn giải quyết vấn đề Việt Nam vân vân thì cũng đi qua vận động về phía giáo hoàng giáo hiệp. Thành ra đó là nước Mỹ với cái Hồng Y Spanman là ông ấy làm một cái thách thức đối với Vatican. Ông ấy muốn gọi là chạy đua với Vatican, hay là xuất phế cái vai trò của Vatican, giảm đi, cắt nhỏ cái Vatican ra khỏi nước Mỹ, khỏi những các thành ra đó. Do đó mà ông cái đường lối đó không thành công. Cái đường lối đó không thành công. Và khi mà ông Kennedy chết đó, và người ta mới nói rằng ông Kennedy, trong cái chết của ông Kennedy nó có những các cái bàn tay nham nhúa, mà trong đó có thể có người của Vatican nữa. Bởi vì rằng thì là đây là một chuyện mà thách thức Vatican, chọc vào Vatican không phải là chuyện dễ. Và mình mới hiểu rằng tại sao mà ông Ngô Đình Diệm phải xuất phế Bảo Đảng. Một cái người mà vẫn thường tự hào rằng thì là mình thuộc về một gia đình triều đình bài đầy vua không khải cái gì đó, đào mả không bài, đúng không ạ? Đúng. Đấy là một cái gia đình mà tự nghĩ rằng thì là mình là một cái trung quân ái quốc, mà đến nỗi mà quay ra xuất phế Bảo Đại. Và rồi thì xuất phế Bảo Đại, và từ cái con đường đó, cái giai đoạn đầu ông Diệm 9 năm thì năm cái 4 năm đầu đó là coi như rằng thì là quá đẹp với ấp chiến lược với điếc, với cả một cái hệ thống đồng bào di cư di kiết đó. Nhưng mà tới sau đó đó thì cái vai trò của Ngô Đình Diệm bắt đầu xuống, bởi vì rằng ông ấy lại thi hành một chính sách độc tài, tức là ông ấy diệt các giáo phái, và nhất là lại diệt các giáo phái với tính cách rằng thì là không những để cho nó thống nhất đất nước, không nghĩa là quy thuận, nhưng mà phải quy thuận Ngô Đình Diệm,
quy thuận Đức Giám mục Ngô Đình Thục quy thuận Vatican, quy thuận cái Công giáo Việt Nam đằng sau lưng ông Ngô Đình Diệm, mà cái gia đình Ngô Đình Diệm đó là Ngô Đình Thục đấy. Do đó mà sau này khi mà sau này cái chế độ Ngô Đình Diệm đổ đó, thì chính Vatican đã phái ông Ngô Đình Thục đi tới một cái giáo xứ khác, coi như là bị đầy đó, bị đầy đi đó. Và ông Ngô Đình Thục bất tuân, ông ấy ra khỏi nhà thờ. Thành ra đấy là con người làm chính trị, phải không? Con người làm chính trị chứ không hề có cái bước bác ái gì. Ban nãy quý vị nói về cái mồ của ông Ngô Đình Diệm, cái bọn này là cái bọn mà đằng sau nó, anh nói là Việt Tân, tôi không cho cái tên nó là cái gì cả, Việt Tân là cái gì mày không biết. Nhưng mà nó là bắt đầu nó lợi dụng cái xác chết, nó lợi dụng hai cái xác chết, hai anh em ông này chết là vì rằng thì là khi mà trong cái cuộc đảo chánh mùng 1 tháng 11 năm 63 đó, thì là cái cuộc đảo chánh mùng 11 tháng 11 năm 63 đó, thì có cái bàn tay của Mỹ, phải không ạ? Bàn tay của Mỹ mà mình đã thấy rằng thì là ông Cabot đó, người Mỹ mà tổng thống Mỹ mà phái cái ông Cabot tới Việt Nam. Và ông Cabot là nổi tiếng là một trong những người mà vua đảo chánh. Thế thì cả thành ra nó có cái xui của cái chế độ đó, cái con người khi mà nó đi vào cái vận mà nó chấm dứt, cái vận mà nó hết, thì nó làm nhiều chuyện sai lắm. Ông Ngô Đình Diệm đáng lẽ ra bây giờ gọi là mình ngồi mình bình mình nói về những các cái cơ hội bỏ lỡ đó, thì ông Ngô Đình Diệm đáng lý ra không nhận. Khi mà Cabot Lốt sang trình ủy nhiệm thư thì không nhận. Cái nguyên tắc không nhận là đúng bởi vì trình ủy nhiệm thư là gì? Một đại sứ của Hoa Kỳ, của hai quốc gia thân hữu, ông phái một người tới để đại diện cho nước Mỹ tại Việt Nam, mà ông phái một cái tên mà nó có một thành tích can thiệp vào nội bộ các nước khác, một cái thành tích mà nó đảo chánh, thì theo tôi ông Ngô Đình Diệm đó đáng nhẽ ra ông ấy ngừng lại, không nhận ủy nhiệm thư. Mà nếu ông ấy không nhận ủy nhiệm thư đó, thì cái bọn tướng lãnh cụt hứng cái bọn tướng lãnh tự dưng tất cả những âm mưu mà đã sửa soạn để đảo chánh ông Diệm đó, bọn tướng lãnh đó nghĩa là bắt đầu suy nghĩ và bắt đầu đó cái hàng ngũ nó dạo rỡ ra. Anh đã nói thì là ví dụ như là khi mà cái đoàn xe ở ngoài Đà Nẵng hay là cái gì đó APEC đã biết gì đó rồi chứ, thì tự dưng khi mà cái đoàn xe mà của tổng thống Mỹ nó tự dưng mình thấy được thì là anh Giang Nét nó mất luôn, không ạ? Hay là có những cái gì đó, người ta chỉ cần 2-3 giây ngừng lại thì một cái âm mưu mà bấm nút đó nó trễ mẹ rồi. Không, đấy nó là như vậy. Thành ra ông Diệm mà cái tiền lệ, nó có một cái tiền lệ sau này đó là bác sĩ Trần Kim Tuyến, không ạ? Khi mà được cử đi làm đại sứ Việt Nam tại một cái nước nào ở cái miền Trung Đông đó, thì nước đó nó nói rằng thì là ông này là gốc mật vụ, chúng tôi không nhận một cái đại sứ mà gốc mật vụ, một cái đại sứ mà có cái thành tích mật vụ đó. Thành ra đấy là cái mà mình nghĩ là cái cơ hội bỏ lỡ khi mà người ta lú lẫn, ông Ngô Đình Diệm lú lẫn cái đó. Và rồi thì lại lú lẫn tiếp là khi mà cái ông lữ đoàn phòng vệ của tổng thống đó, cái anh vợ lữ đoàn phòng vệ của tổng thống là cái anh gì mà ở trên San Jose nhỉ anh? Dạ, ông đại tá gì hải quân nhỉ? Không phải đại tá hải quân, Duệ Nguyễn Hữu Duệ dưới San Diego. Vâng, đó thì cái anh Duệ đó là khi mà có cái dục dịch đảo chánh
thì cái vấn đề là ông Diệm, ông Diệm mới gọi cho đại sứ Mỹ, thì đại sứ Mỹ nó mới nói hay lắm à, đại sứ Mỹ nó mới nói, nghĩa là nó ném đá dấu tay, nó coi như là gì, tôi cũng không biết, tôi cũng không hiểu gì, tôi có nghe cái tiếng súng đâu đây, buổi trưa này này, tiếng súng đâu đây, thành ra nó nói như là nó không biết, mà chính nó giật dây cái vụ đó, nghe tiếng súng đâu đây, thế thì ông Diệm mới lại nói chuyện rằng, nói với đại sứ Mỹ rằng thì là, này, ông đang nói chuyện với đại sứ, tổng thống Việt Nam nghe không, thì cái ông này, nó trả lời ông Diệm rằng thì là, ông Diệm mới nói rằng thì là ông hỏi xem Hoa Thị Đốn có đứng ở đằng sau cái vụ đảo tránh này không, thì nó trả lời rằng thì là thưa ông tổng thống, bây giờ là 3 giờ sáng tại Washington, tức là nó nói nó từ chối hoàn toàn, tôi không có thể đánh thức tổng thống dậy về cái vụ này. Thành ra khi mà ông Diệm gác cái điện thoại xuống đó, thì ông Diệm đã biết rằng thì là cái Washington, nhất là Cabot Lodge, nó đứng đằng sau cuộc đảo tránh, và mình hết còn cựa cậy. Cho nên ông Ngô Đình Diệm mới bắt đầu đi vào chợ lớn ở Điếc, rồi gọi cho tướng lãnh với cái từ nhà Mã Tuyên, rồi từ nhà thờ Cha Tam, gọi cho tướng lãnh coi như là ông ấy nạp mình cho Chúa. Ông Ngô Đình Diệm, ông ấy thấy rằng cả cuộc đời ông ấy đương ở dòng tu, rồi nghe lời đường mật, nghe lời để mà về chấp chánh mới về đó, rồi cuối cùng cả một cái cuộc đời tới lúc phải xuất phế bảo đại, rồi tới giờ chót đó thì cũng làm sai lầm, và giờ này đó thì những các cái tướng lãnh Việt Nam đó là những các cái tướng mà nó đương ngồi ở tổng tham mưu đó, kể cả Dương Văn Minh, Tôn Thất Đính đó, biết gì, tất cả những cái thứ đó nó đều là những các cái loại thù hằn tổng thống này, nó quay ra nó phản bội Chúa cả. Thành ra ông này ông mới nhìn thấy không còn hy vọng gì nữa, cho nên ông mới gọi về cho tướng lãnh coi như là ông mới đầu hàng, mà nó cũng lại oan khiên là bởi vì ông Ngô Đình Diệm thì cái uy tín nó mạnh quá, thế và cái tướng lãnh đây nó mới là cái vấn đề mà cái người Việt Nam bảo hoàng hơn vua này. Ông Ngô Đình Diệm đó, vì cái uy tín đó thì mọi người nó nghĩ rằng người Mỹ và tất cả những người nó đặt cái vấn đề rằng thì là phải dựa vào bảo đại, không phải trục xuất ông Ngô Đình Du. Còn Ngô Đình Diệm đó thì có hai giải pháp, một là bắt trục xuất Ngô Đình Du trước, không cho ở trong cái phủ tổng thống, không làm cố vấn, bởi vì rằng thì là còn cái thứ hai đó, và ông Diệm thì ông thấy rằng thì là một cái cố vấn của mình, em mình mà nó trục xuất đó thì mất mặt quá, và ông cái thứ hai đó là nó nói rằng nếu không thì có một giải pháp để cho ông ấy đi lưu vong như Lý Thừa Vãn, như Mark Xây, như gì đó, như mấy cái tủ tướng Phi Đột Tân mấy gì đó. Thế nhưng mà vì cái uy tín của ông Diệm quá lớn, cho nên bọn tướng lãnh đó nó không dám thả hổ về rừng, nó không dám để cho ông ấy lưu vong. Cuối cùng nó phải giết. Đấy là cái vấn đề. Đấy. Thì ra bây giờ mà nó xây, đòi xây lại mồ, xây lại mả, đó là chính nó là những người giết ông Diệm, phải không ạ? Bây giờ nó lại bịa chuyện ra, nó khóc khóc mếu mếu. Thành ra đó, nếu tôi có là nhà cầm quyền Việt Nam, tôi phải đánh cái bọn này ngay, phải không ạ? Tôi phải đánh ngay. Mày là thằng phản bội. Tôi bắt chúng nó quỳ xuống. Tất cả những đứa mà biểu tình ở mộ Ngô Đình Diệm đó, nhà nước bây giờ vẫn cho tự do đấy. Không là không nghĩ nói nếu mà bác là nhà nếu tôi là gì đó là chúng mày quỳ xuống, chúng mày ăn năn tội, chúng mày đập đầu xuống dưới đất này, phải không ạ? Chính chúng mày giết Ngô Đình Diệm. Vâng, cảm ơn bác Cường bật đèn. Vâng, nhưng mà bây giờ mình thấy rằng là cái sự thật nó như thế này. Ông Diệm ông phản bội ông bảo đại, và ông
chính ông bị ông Nguyễn Xuân Vinh bây là chủ tịch của tập thể chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa hải ngoại này cũng lại là phản bội ông. Ông Vinh ăn được cái bổng lộc của ông Ngô Đình Diệm từ chuẩn úy lên đại tá chỉ có 5 năm. 5 năm chưa quân lực Việt Nam Cộng Hòa chưa có một ông nào lên lon trong vòng 5 năm lên đại tá tư lệnh không quân trong lúc Nguyễn Cao Kỳ chỉ mới là đại úy. Thì bây giờ ông Nguyễn Xuân Vinh năm 1965 ông Nguyễn Cao Kỳ chủ tịch Ủy ban Hành pháp Trung ương mời Nguyễn Xuân Vinh về. Ông Kỳ ông chơi một cái đòn rất là cao là mày ngày xưa mày ghét tao đúng không? Hồi đó là cái câu mà tập Primark nó gọi là kia kỳ đó là kỳ cái câu đó đấy. Của ông Vinh kỳ ông nào? Vinh nói kỳ là cái thằng nào, kỳ là ai? Thì ông Kỳ ông trả lời ông bảo rằng tôi thì đại úy Kỳ nhưng mà tôi bảo đảm tôi học bay nhiều hơn ông. Này, ông Vinh ghét lắm nhưng không làm gì ông Kỳ. Ông ba gai ngay từ lúc đó rồi. Thì ông Kỳ mời ông Vinh về. Ông Vinh về thấy rằng cái thế lực của mình mất hết rồi. Cái những người bà con quần lao gia vị của ông Diệm là cũng mất hết rồi. Thành ông Vinh cứ là thôi tôi không về nữa, tôi ở lại Mỹ. Cái thời gian ông Vinh ông ở Pháp 1 năm và ông ở Mỹ tổng cộng là 40 mấy năm. Bây giờ thì nhiều rồi, bây giờ thì nó lên cả cái 50 năm rồi. Trong khi đó thời gian ông ở Việt Nam chỉ có 30 mấy năm. Thì ông yêu cái nước nào? Ông yêu nước Mỹ hay là ông yêu nước Việt Nam? Tại sao ông yêu Việt Nam mà ông không về? Lúc đó ông Kỳ ông mời ông về cho phục hồi lại chức vụ đại tá. Mà trong khi đó năm 1966 là cái những cái thời kỳ mà gọi là 65-66 là thời kỳ mà cuộc chiến tranh đã bắt đầu leo thang. Anh em không quân chết như là Xung Dục. Thì người ta nói không quân không bỏ bạn bè, không bỏ chiến hữu. Mà tại sao Nguyễn Xuân Vinh không về để cứu anh em mà lại vinh thân phì ra ở bên này, ôm đầm Mỹ, ăn bơ sữa này kia. Thế bây giờ đó thì trở lại bác nói ạ. Thì bây giờ ông Diệm ông bị chính những người đó giết ông là đúng rồi. Mà lại cái tượng đài đây này, không nói chuyện cái mồ của nó, cái tượng đài đây này vừa là một ông Thiệu cuối tháng 10 xong, đầu tháng 11 lại làm ông ông Diệm ở đó. Thế hai cái thằng lính Mỹ, lính Việt Nam nó đứng ở đó nó làm cái gì lại nó không biết nói thôi chứ. Nó biết nói thì nó sẽ chửi lên liền, tổ cha tụi mày mới giết ông Diệm xong bây giờ tụi nó mới làm ông Thiệu xong bây giờ lại mang tao ra đây để làm tế tao nữa. À, thật sự rằng họ muốn làm như vậy để tại vì họ xin tiền. Có cớ để lấy tiền đó thì chẳng có gì hết. Thì bác Cường nói rất đúng, cái ông Diệm ông bị phản là bởi vì ông là phản. Bởi vì tục ngữ Việt Nam có câu rất hay, đời cha ăn mặn đời con khác nước. Nhưng mà thật sự rằng á, cái anh nào làm anh trả ngay cái cuộc đời anh bây giờ chứ không phải chờ đứa con. Ông Diệm có con đâu mà trả. Lúc đó gọi là thí vua đó. Thí vua. Cái ông Nguyễn Xuân Vinh thì phải nói rằng thì là coi như là một trong những người không quân xuất sắc học ở bên Pháp đàng hoàng. Đúng. Thế ra và khi mà cái thời gian mà ông Diệm đó thì ông Nguyễn Xuân Vinh đó đành đi vào đảng Cần Lao, nhưng mà liền sau đó là ông ấy được gửi đi đi qua Pháp ông ấy học và coi như ông không về nữa, ông ấy đào ngũ đi Mỹ. Đúng rồi, ông đào ngũ qua Mỹ. Qua Mỹ. Và rồi thì là với cái tài với cái trình độ của ông ấy thì là ông ấy vào trong cái trung tâm NASA ra giết gì đó ấy chứ. Đấy là một trong những các cái người mà cũng giống như Bảo Dương, Nguyệt Ánh các thứ gì đó, tất cả những cái người Việt Nam mà đi ra ngoài thì đều là xuất sắc cả. Thế thì là đấy, ông ấy là cái con người như vậy, cũng cũng có lý tưởng, gọi là cũng tiểu thuyết lắm. Ông ấy viết cái cuốn mà Phượng đó, yeah. Và Đời Phi Công đó. Đời Phi Công nó cũng hay lắm. Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh. Vâng, Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh đó, không phải Bay Đêm. Bay Đêm là Bay Đêm là ông của ông Bay Đêm đó. Là ông ấy bắt trước cái cuốn Vol de Nuit, yeah, của Saint-Exupéry thôi. Tất cả cái tinh thần thì nó cũng giống như là cái mà ông giáo sư Nguyên Sa đó, tất cả đều được học ở bên Pháp cả, thì về mới làm mấy cái bài thơ
hay là mấy ông Ngọc ở mùa thu Paris mới là trời ướt ta đi với chờ em quán nhỏ với đi ông đèn vàng hẹn em cái gì đó tất cả những cái đó và cái quần chúng Việt Nam là thưa nó lại có cái kẹt là nó chả thằng nào biết Paris là cái gì cả, và nó chả biết ăn uống cơm Tây thế nào, nhưng mà nó cái này là Tây. Không có dạ. Cái là cái Paris có là kích chó đầy đường hết đó. Tự dưng cái mùa thu Paris mà nó thành ra vì những thằng chưa đi Tây thành ra nó thấy đẹp ghê lắm rồi dân mà thành ra nó cái dân của mình nó vọng nó làm mỡ nó hết chỗ nói rồi. Bởi vậy Phạm Duy tôi hay đùa, tôi sửa nhạc của Phạm Duy, tôi bảo mùa thu đã chết rồi cho chết luôn mùa thu Paris. Vâng anh Trần Hoàng Nam đúng, ba xạo Nguyễn Xuân Vinh không có làm cơ quan NASA nữa. Tôi làm cơ quan NASA này, tôi thằng bơm xăng tôi cũng có quyền, tôi xin tôi là NASA chứ.